Vào thế kỷ 21, trái đất bỗng chìm trong đau thương mất mát bởi đại dịch. Thế lực bóng tối cũng nhân cơ hội này mà xâm chiếm trái đất. Chúng cướp đi tự do tâm trí của con người, khống chế tâm trí của trẻ thơ. Bởi trẻ thơ là khởi nguồn của ánh sáng. Khi trong lòng trẻ thơ chỉ còn điều ác, trái đất sẽ chìm trong bóng tối. Công chuyện ta giao cho các ngươi ở thế giới loài người làm tới đâu rồi? Dạ thưa đại ca, thì hàng ngày tụi em vẫn thâm nhập vào tâm trí con người, cơ thể của họ để kêu gọi họ làm việc xấu ấy. Nhưng mà còn về tiểu tiên Trăng Khuyết thì sao? Tụi em vẫn còn đang điều tra. Dạ đúng rồi đó đại ca. Các người hãy nhanh chóng, bắt càng nhanh càng tốt. Chỉ có như vậy ta mới có thể xâm chiếm hành tinh này một cách dễ dàng. Và hồi đây trái đất này là của chúng ta. Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay dưới trời xanh. Hai người bây giờ phải nhanh chóng tìm và bắt nó về cho ta. Cút! Thật là yên bình và thơ mộng, đúng không Ngọc Thố? Sao dạo gần đây hay xuất hiện những mùi ám khí như vậy? Dạ, là vì đang có một thế lực bóng tối muốn hủy hoại con người để thống trị trái đất, nên chúng đã gieo rắc vào tâm trí của con người sự đố kỵ và ganh ghét lẫn nhau. Chị Hằng ơi, trái đất này phải làm sao đây chị Hằng? Chuyện này chỉ có tiểu tiên Trăng Khuyết mới có thể cứu được trái đất thôi. Vậy mình mau tìm tiểu tiên đó đi chị. Nhưng mà ta phải cai quản cung trăng này. Hay là Ngọc Thố, em hãy xuống trái đất để tìm tiểu tiên ấy, xin giúp đỡ loài người đi. Nhưng mà em đâu có biết mặt tiểu tiên ấy đâu. Em đừng lo, ta sẽ cho em bảo bối Trăng Khuyết. Khi em gặp được cô bé có tấm lòng trong sáng, viên ngọc này sẽ phát ra ánh sáng nhẹ. Vào đúng đêm trăng rằm, ánh sáng của vầng trăng khuyết này sẽ hòa quyện vào tấm lòng trong sáng của bé gái ấy, tạo nên một năng lực siêu nhiên có khả năng chống lại thế lực bóng đêm. Vậy em phải mau chóng tìm ra bé gái ấy để cứu vãn hành tinh trái đất này thôi. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến ngày trăng rằm. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được bé gái ấy. Nếu không, chị e là hành tinh trái đất sẽ biến thành hành tinh bóng đêm mất. Dạ, em nhớ rồi ạ. Chắc chắn em sẽ tìm được tiểu tiên Trăng Khuyết. tới đó đã 6 giờ rồi. Mun, Mun ơi, dậy con. Nhanh con đi học nè. Dậy đi nha. Đi xuống á. Ba mẹ ơi, ở đây á thì không có chiếc xe nào đâu, chứ ra ngoài kia một cái là một đống xe luôn. Ước gì mình biết bay ha mẹ. Lúc đó không cần phải chen chúc vô cái con đường đông đúc đầy khói bụi nữa. Nếu mà như vậy á thì mình sẽ kêu phù thủy dạy cho con bay bằng chổi nha. Con chịu không? Nè, tuy rằng bay bằng chổi á thì nó không ô nhiễm môi trường, nhưng mà giống cái bà phù thủy thì nó xấu xa lắm đó nha. Dạ thôi, con muốn làm phù thủy đâu, nhưng con không muốn môi trường bị ô nhiễm. Cái chuyện đó để người lớn lo, cái bà cụ non của tôi ơi. Bây giờ á, theo ba đi lấy xe rồi chở đi học, chứ không trễ rồi đó. Đi. Mình đã đi nhiều nơi trên trái đất mà không có thấy bé Tiên Trăng Khuyết ở đâu hết trơn á. Bé Tiên Trăng Khuyết ơi, em ở đâu vậy? Sáng rồi, tìm thấy rồi. Chúng người ta mà không biết xin lỗi hả? Hơn là thỏ ngọc ta đây. Đây có chuyện vui á, không là ta cho các biết tay á. Chết rồi, mất viên ngọc rồi. Đồ của ta. Tại mày không đó, tự nhiên mày rủ tao đua làm chi? Mất viên ngọc rồi. Lấy cái gì mà nhận biết nữa nào là tiểu Tiên Trăng Khuyết đây. Tao muốn chơi ai mượn mày đua thiệt. Ê nhóc, nãy giờ đi ngang qua đây có thấy viên ngọc màu đen nào của tao? Dạ con không thấy. Đúng là cái đồ vô vậy không? Vô đen rồi, cái chó trắng này hung dữ à. Mày mét tao hả? Mét tao là tao mút mày luôn á. Hai chú. Cái gì? Ý của mày định nói là hai đứa tao là người xấu quá hả? Thôi được rồi, để hai đứa tao cho mày biết thế nào là người xấu nha. Từ lúc mà tụi tao đến với thế giới loài người tới giờ chưa một ai dám nói là tụi tao xấu. Ê, lộn rồi. Ý của nó nói mình là xấu xa, chứ không phải xấu xí. Chứ tụi mình đẹp mà. Thôi nó xuống. Vậy là hai chú không phải là con người hả? Đương nhiên. Tụi ta là người thuộc thế giới bóng đêm. Sợ chưa? Vậy bây giờ tụi tao phải làm như thế nào thì mới tin hả? Hai chú nhắm mắt lại, úp mặt vào tường, không được hé mắt, đếm 5, 10, 15, 20 cho tới 1000. Rồi đó, hai chú đếm đi. Đơn giản, ba cái trò mèo này cũng đố đớ này nữa rồi. Trò con nít. Ủa cái gì? Nó chạy rồi kìa. Dám lừa nó lại. Ây da. Cái gì vậy ba? Tại mày không đó. Gu dữ. Mày mới ngu á, tự nhiên mày ập mặt vô tường chơi trò chơi điểm số với lưng chơi. Rồi mày có chơi không? Có. Là tại mày ngu á. Thôi bắt nó lẹ đi. Đứng lại. Chị có sao không? Thì ra đây là tiểu Tiên Trăng Khuyết. Cảm ơn em nha. Wow, đồ gì đẹp quá. Chị giống phim hả? Do đồ của mình thì con có giống đồ của người trái đất cho lắm. Chị đi đóng phim á. Cũng gần tới Tết Trung Thu rồi, nên chị đang đóng vai Thảo Ngọc á. Wow, giống thiệt á chị. Nhưng mà thôi, em phải đi về rồi. Thôi, bye bye chị nha. Sao mình nghe cái mùi gì nó hôi hôi vậy ta?